thơm quá. Ăn ngon cho chú em. Rồi. Ngon quá. Tốt. Tốt cho sức khỏe cho tuổi già. Gạo lứt rồi nè. Tại mấy bữa mình hay ăn cháo gạo lứt với đậu đỏ đó. Nghe cái này ngâm chung luôn. Có đậu đỏ luôn. Có. Có đậu đỏ vô vậy cái mùi nó nghe là lạ đó. Chào cả nhà, hôm nay là Huy sẽ thế mẹ vô bếp nấu cho mẹ cả nhà. Tại mẹ cũng nói là mẹ nấu cho hai cha con Huy hoài à. Bây giờ là Huy vô Huy phụ mẹ xào nhân, đó là nhân bánh khọt. Hôm nay là mẹ Huy làm bánh khọt gạo lứt nha cả nhà. Cái điện thoại là Huy mới sửa về là ra quay liền luôn đó, là do nó có cái gì nó đâm vô cái màn hình đó cái nhà. Còn Huy bị cặn á, Huy không có thấy nó mỏng lét à, cái gặp cái điện thoại cái nó bể. Nó bể mà nó lủng cái nó chỉ mực thôi. Cái gì mà mỏng lét ha, không biết. Thôi thì chịu thôi chứ sao. Tự nhiên sáng mở mắt ra cái là cặp cái rồi coi gì nữa mà bỏ vô đi. Cho nó săn săn lại chút đấy. Đơn giản. Con nhà con gì? Con nhà nông. Dạ không, con nhà cái gì? Cái gì giống lông giống cánh đó. Ta kêu bằng con nhà nông nhưng mà có người kêu kêu con nhà tông. Con nhà tông. Không giống lông cũng giống cánh. Đó ha. Mẹ nấu ăn thì con cũng phải biết hát chảo chứ. Kìa, khác bây giờ đó, đem xuống được rồi. Đây đưa đây đổ vô dĩa nè. Đây là cho bánh xèo hả? Bánh khọt mà miền Tây. Con tưởng tượng có lúc chứ. Nè nó gì nè. Là phải một cái chén gì nè. Chén nó cái. Chén này cho nó chén. Ủa sao nó chảy ra trơn kìa mẹ. Ừ, chảy nó. Chảy nó có sao. Chứ cái này là mình đổ cái kiểu nó bọng ruột á, để mình để nhân trong chính giữa á. Đó, thành ra mình đổ ít bột à, cái bị chán. Vậy. Kệ tắt găng ra ngoài kệ nó đúng không ạ? Kệ nó không có sao. Cái mình chán chán thì nó phải cái này. Mình bỏ nhân vô. Giờ bỏ nhân vô. Cái lỗ chính giữa nó bỏ. Nghe mẹ nó bỏ gì nhiều một chút. Lên lửa cho nó nóng thì nóng nó được đấy. Đổ khuôn này lưng bắt đầu qua đổ qua bánh gạo lứt. Thơm quá. Cái vàng vàng đó ngon. Vàng luôn dĩa đây. Cái bánh xèo quá. Cái này một bánh xèo mà. Hết cái này đi. Nó mùi đó. Hồi nãy là Huy đổ bánh khọt bánh xèo. Không phải, cái này là bánh khọt miền Tây nè, có nhân. Khọt miền Tây mình có nhân. Bây giờ là bà bá đổ bánh khọt gạo lứt. Gạo lứt. Mình đảm nhiệm
đánh còn gọi lứt nha. Sao trước mặt không đổ? Tôi thích đổ gì đó. Ta hơi rung nha bà. Lâu quá bỏ nghề không có làm. Được rồi. Nè đâu có để nước dừa hả? Có sao không có. Dừa để nước dừa vậy rồi đầy quá. Ngon ha. Gạo lứt nha, bánh cọt gạo lứt. Nè, ô, gạo lứt nó thơm trời. Đây. Nó thơm cái mùi gạo lứt quá trời luôn. Ngon quá. Giờ cái này là gạo lứt đậu đỏ luôn nha cả nhà. Ở trong đây có đậu đỏ nè. Đúng là đúng bài luôn. Có gạo lứt với đậu đỏ nè. Với cơm nguội. Trời đó, đúng. Bởi vì cái bánh nó mềm nó ngon lắm. Bởi vì mấy người mà nói mà có bệnh không này bệnh đâu, kia sợ không ăn được á, là làm bánh bánh cọt gạo lứt này nè. Là ăn vô tư luôn. Thấy không? Nói chung là những có triệu chứng tiểu đường hay là bệnh tiểu đường ăn là tốt luôn. À, bây giờ bánh khọt nó đã chín hai dĩ rồi nha cả nhà. Một dĩ bánh khọt miền Tây có nhân, còn một dĩ là bánh khọt gạo lứt, hai dĩ hai khuôn rồi. Bây giờ mình ăn đủ rồi, bây giờ ăn thôi. Trời, vừa làm vừa ăn luôn. Vừa làm vừa ăn luôn, cái này ăn nóng. Cái này là phải vừa làm vừa ăn luôn nha. Các cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Bây giờ mình ăn tại bếp luôn, nó nóng nó mới ngon nha. Món này trời, này có dưa chua nữa nè. Tuyệt vời luôn. Ủa con ăn màu vàng trước đi, còn con ăn gạo lứt sau. Con mong màu vàng hẳn luôn. Con nửa này nửa kia đâu. Rồi chăm mắm luôn đi. Ăn thứ luôn. Không ăn cho chú em. Rồi. Ừ, ngon quá. Rồi, mời cả nhà ăn bánh khọt hai thứ luôn. Thôi, mời cả nhà. Mời cả nhà nha, ăn bánh khọt nha cả nhà, các cô chú anh chị. Các con cái cháu nha. Rồi. Đâu? Mấy con bánh xèo á. Dạ, hồi nào giờ chưa ăn bánh khọt gạo lứt. Nó giòn luôn, nó giòn luôn. À nào chưa ăn bánh cọt gạo lứt à, thì ăn thử cái coi. Rồi mời các cô chú anh chị nè. Bánh gạo lứt này nó thơm. Không muốn. Ngon cái nào? Chết rồi. Nghe mùi thơm quá. Phải khét không chạy chết rồi. Đúng rồi. Ngon khét hết trơn rồi. Nghe mùi. Ừ, nghe mùi ạ. Nó cháy đen luôn rồi. Nó cháy đen luôn rồi kìa. Cái khét ở trên cũng đỡ cũng hơn. Mà cái này càng khét càng thơm chạy. Khét quá ăn đâu được. Tôi bỏ gì? Tôi bỏ rồi. Khét quá ăn ung thư thì sao? Rồi nó đen cháy, cháy đen kìa. Cháy đen à, nó cháy. Cháy đen ở trên bỏ. Chết rồi. Thôi mà mình có sao mới giảm ngưng cái này đi. Mình đứng này xuống dưới đi. Ngon quá hăng. Nó khét trên dành quá. Ngon hết sức luôn. Nó mềm lắm. Mềm ăn quá khét luôn. Nó cử hết đi rồi làm sao. Tạm ngưng đi. Ăn uống đi. Cái này cảm nhận giống bánh xèo thiệt luôn á. Cô thêm củ nhắn vô đây rồi tôi. Có à. Ngon, cũng còn ngon. Bánh khét ở trên rồi. Bánh là gạo lứt ngon, đặc sắc luôn. Gạo lứt ngon quá. Cũng chưa ăn gạo lứt. Các cô chú anh chị quẩn làm cái bánh cọt gạo lứt cả nhà ăn là ok, không có sợ gì hết trơn á. Có bệnh tiểu đường cũng ăn được nữa. Ok luôn. Còn ngon. Cái gạo lứt thơm quá. Thơm lắm, thơm. Tụi lên nó thơm. Dậy hết trơn luôn á. Rồi bắt xuống đi. Bắt xuống để kia. Nếu mà bắt xuống á thì để cái lò nó nóng. Đổ luôn. Đổ luôn không? Nếu bắt xuống lò nóng. Mà coi thiếu gì? Cái bánh vàng á, đổ bánh vàng á mẹ. Dầu không? Dầu không? Đổ này đi. Rồi thay dầu. Lấy gì để? Để qua bên mâm á. Con đổ cho. Rồi. Con muốn đổ nãy con chưa đổ được. Chứ dầu. Để con đổ màu vàng đi. Nó màu vàng khó đổ lắm, con đổ gạo lứt đi cho nó dễ. Rồi cái này chị cũng đổ màu vàng nào. Rồi vàng là mẹ đổ. Hồi nãy con mẹ chị cũng đổ màu vàng mà. Màu vàng là đổ là phải lắc á, lắc.
Con muốn đổ màu vàng nãy mẹ chỉ con đổ màu vàng. Còn cái dế gì nè, quậy lên bột lên quậy lên tới không cây quá mẹ cây nữa đó cho con miếng nước thôi cây luôn. Mùa mưa hay đổ bánh hột ăn lắm. Bánh hột con tao là đổ bánh đè. Cái nữa à? Nhiều hơn chút. Để mà nó hột nó nêm đã. Để nó chanh thêm đó. Nó nở. Đây, đừng nó chanh nhật nã đây. Nó kiểu gì? Thách quá. Kia nó kìa. Đừng nhanh ra ngoài luôn. Cái này ít xỉu rồi. Con nhà nội. Ừ. Con nhà nội. Con nhà nội hủ tiếu. Nó chơi cái nhà một phát là ăn luôn. Ừ. Không có phát thứ hai, phát thứ hai là bỏ nghề. Mặc dù không làm nghề nhưng vẫn bỏ. Huy học lẹ lắm. Không quá. Có điều học xong mà không có làm nữa thôi. Bánh đậu lứt ngon quá. Thơm ghê. Thơm mà dẻo mềm, ha. Mềm, dẻo nữa. Ngầm mạnh được cái làm như có bỏ cơm nguội nó sớp không? Ừ, có bỏ cơm nguội. Văn cái bà hơi công nghiệp nha. Cái ngon quá nó giờ hoài luôn. Không có câu khác luôn. Giờ ngon mình nói sao giờ ngon cái hương vị của nó là thơm béo. Ủa cái nắp đâu rồi? Mình không ngán nha. À. Hả? Ừ. Đây à. Ủa. Ừ. Bà bá là gì khen công nghiệp. Ngon quá. Vậy bánh gì đây? Bánh gạo lứt hay là bánh này? Bánh gì bánh nào? Hai thứ luôn. Bánh nào cũng ngon chưa? Hai thứ thì chờ ra ăn cái đó đi. Đây nè, có đây nè. Còn miếng gạo lứt này cũng khen gạo lứt rồi. Gạo lứt ngon lắm mẹ ơi. Ngon phải nói là con vài miếng thôi. Hai ba miếng thôi. Công nhận. Nó ngon hơn con bánh măng nè. Bánh xèo nhân mấy lần luôn á. Mẹ cha mày gấp nè, khoan để cho nó miếng nước mắm cái hả? Bắt phát ra. Ăn cay không được đó. Chứ nghĩ gì? Ít thôi, uống rồi hả? Tính uống hả? Ủa, mà nước mắm này quậy lạc đâu, mắm này ngọt, ta quậy đâu quậy mặn đâu. Uống bánh này có nhân mà. Ừ, bánh này đâu có nhân. Nhân có nhân. Bẻ này á, bẻ cái thét ra. Ngon không? Gạo lứt ngon lắm. Còn đúng không? Có đậu đỏ chẳng nữa đó. Còn ăn ít thôi. Nhưng mà tối ăn nữa. Cái mùi còn không hết cái mùi này. Thơm à. Rồi cho bây giờ gạo lứt mình cho miếng nhân lên đi. Cho miếng nhân này. Ừ, cho miếng nhân. Ăn nhân thì bỏ nhân. Ờ, miếng nhân. Ít thôi cũng được. Tại còn đổ nữa phải không? Ừ. Còn đổ nữa. Ít thôi chút xíu thôi. Giờ chứ giờ cho vậy thôi được rồi. Tiết kiệm đi. Thì bánh nó có nhân xong mất quá. Vậy nhưng cả đống rồi ta đâu có được. Nhưng nên là cũng màu vàng. Ừ, màu vàng thì ăn chung đi. Cái dây chua này vô nó vừa luôn ha. Ừ. Bánh này giờ bánh gạo bột lứt này nè. Gạo lứt bỏ nhân lên cũng được nữa, mà không ăn nhân cũng được, nó tùy. Thoải mái luôn. Bây giờ là những người mà có gọi là đường cao ăn bây giờ không sợ nữa. Không sợ có món không sợ cái món bánh khọt này nữa. Tại đó sợ là như bột gạo á, ăn lên đường bây giờ có gạo lứt rồi là làm ăn vô tư. Tốt. Tốt cho sức khỏe cho tuổi già. Gạo lứt rồi nè. Tại mấy bữa mình hay ăn cháo gạo lứt với đậu đỏ đó. Ừ. Nha, cái này ngâm chung luôn. Có đậu đỏ luôn. Có đậu đỏ vô nha, cái mùi nó rất là lạ đó. Cái công thức của mình đó là mình vừa gạo lứt mà vừa đậu đỏ nữa. Bởi vì ăn nó mới tốt. Cái này con bỏ cái vàng lên cái ấy nè. Ừ. Cái vàng lên cái gạo lứt con ăn hai cái ngược luôn. Ừ. Hồi giữa thứ hai đó hồi lần ăn nó nổi dĩa rồi lúc mà ăn nó không ngán chín rồi. Ngon vậy
rồi chứ. Mới nghe được nha. Không biết ăn. Con cái mùi đậu đỏ. Nhớ hồi đó đổ cái bánh khọt này nè, có bé Na ở đây nè, bé Na không có bánh khọt này, cầm cái khuôn nói hoài luôn. Nếu không có khọt thì không có bánh. Thì đúng rồi, không có khọt thì sao có bánh. Nếu không có khuôn, nếu không có khuôn mà nói gì đó. Nếu không có khuôn thì không có khọt. Có nhiều đó, tại hồi đó chị chỉ nói tiếng Việt chưa có dành. Thành ra nói chị lộn hoài à, lộn qua lộn lại gì đó. Bữa nay cứ khọt, giờ chảy nó miếng luôn. Nó viết là vừa xong cái khuôn bánh khọt mà chảy nó miếng luôn. Ừ. Con chảy ớt hết rồi mẹ ơi. Có hai mấy cái à? Anh đó. Anh nó hai dĩa hả? Vậy hai mấy cái, mười mấy cái à? Có hai chục. Mười mấy cái à? Có hai chục gì? Không, có hai chục cái á. Không, mười mấy cái là nhiều á. Ăn cơm rồi đó nha, phát cho cơm mà. Còn không á, không biết mấy dĩa mình nói đâu. Có hai dĩa à? Mẹ mới có một dĩa. Mẹ ăn cơm trong á. Nữa không? Làm gì cầm đi cầm quay vậy nữa không? Trời nữa ăn nữa. Mấy cái này. Cái này đường á. Tại á, không có đường. Cái kia mất hết tiểu đường kìa. Mình đã quảng cáo không đường này. Cái đó là 4 cái. Này. 4 cái trong này. Nhưng mà no. Rồi cả nhà ơi, bữa nay mà mưa nghỉ dưỡng. Mưa mùa mưa đổ bánh sọt ăn là đúng bài luôn nha cả nhà. Ngày xưa cũng vậy đó, mùa mưa là đổ bánh sọt ăn, là bữa nay mình đổ bánh sọt ăn thứ luôn. Xèo. Với bánh bèo nữa, ngày xưa là hay vậy. Bây giờ là bữa nay mình đổ hai thứ bánh sọt luôn. Con đổ, cha đổ với con đổ. Nhưng mà bữa nay là mẹ làm ba, hai thứ. Ba cha con mình đổ quá ba chừng. Ba mẹ con. Rồi. Nói chung bữa nay thì gia đình mình cũng coi như là mùa mưa cũng làm cái món gì gọi là nó thích hợp và nó đơn giản và cái nhà cũng gọi là cũng ghiền cái món nào mà thấy cái món này cũng ghiền thì bánh khọt gạo lứt và bánh khọt miền Tây, nói chung hai thứ đều tất cả gia đình đều ăn được hết, ai sức khỏe như thế nào cũng đều ăn dùng tốt hết nha cả nhà. Thôi clip tới đây thì cũng đã dài, xin cũng dừng clip đây và hẹn clip tới, mong cả nhà ủng hộ và nếu mà video này thích thì đăng ký và like cho mình nha. Xin chào. Bây giờ thì xin chào mẹ, gặp lại cả nhà clip sau. Bây giờ bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye. Bà bá là hai mươi mấy cái. Chắc cũng có 20 cái thôi, tại vì có ăn thêm nãy nữa. Thì nói chuyện hồi là muốn ở ra luôn rồi đó. Còn Huy là cỡ 10 cái đổ lên. Không thì... dùng bánh này dễ ăn. Mẹ ăn chưa được 10 cái đâu. Con với cha gộp lại là có gần 40 cái đó. Tại mẹ ăn dở lắm.